Remote trên xe, thứ nhất là bạn có cái mã ID gốc này của xe, thứ hai nữa là cái remote trắng. Remote trắng thì nó sẽ chuyển qua trạng thái là on, tức là ấn giữ mà cái đèn nó chớp nhanh, đó là on nha. Yeah. Còn cái mã này hiện giờ ta không dùng. Đó thì nó sẽ nhập ha. Đầu tiên ta nhập ID theo cái mã ID gốc của xe. Bây giờ mà mỗi lần nhập là phải khai báo 3 lần nha. Mình cứ chờ đèn chớp lên là buộc. Lần thứ ba. Rồi. Rồi đèn tắt. Đúng rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 rồi. Sau đó tôi ấn giữ luôn nè. Đó, lúc này remote sáng lên ha, tôi bấm xác nhận remote cái. Đó, nó nhận remote cho đây rồi. Và lúc này là coi như là thành công rồi đó. Tìm xe. Đơn giản ha. Tìm xe. Giờ còn cái này vẫn sai bình thường anh. Ý là bây giờ